shop@nvl.com, shop bán ạt giá rẻ uy tín, bán tất cả các loại ạt, nạp cạc, thẻ cào và có những vòng quay may mắn để mà quay thứ vòng may của mình. shop@nvl.com. Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Tối việc của em là tên của mình thì các bạn, thì hôm nay mấy anh em mình làm món ẩm thực mực sốt Thái. Thì đã khá lâu hầu giờ mấy anh em mình ăn sốt Thái rất là nhiều luôn. Hôm nay mình đấu món thì các bạn ăn mực sốt Thái thử hương vị nó như thế nào. Đây, hôm nay mình chuẩn bị một ký rưỡi mực cho các bạn. Mực tố. Mình ăn lâu chưa làm nữa các bạn. Đúng rồi. Bây giờ mình quốc thôi các bạn ơi. Đúng rồi. Khá lâu rồi thì quốc chưa đến bụng các bạn. Mình sẽ thử một con nhỏ thôi các bạn, mình chỉ nhúng nhẹ qua nước sâu. Cho. Sao? Phải ăn sống trước vậy? Điền sao ăn sống rồi. Mình nhúng đây nè các bạn. Mình nhúng mà nhúng ít thôi, mình sẽ nhúng. Đồ nó thông là đẹp mày. Thông mày mấy cái. Đâu tao nói cái coi, ý là mình nhúng ít thôi các bạn, mình nhúng nó nhiều quá khác gì mình ăn mực luộc. Phải cả đúng không các bạn? Mình tắm luôn này. Mình mượn luôn cái sĩ nha các bạn. Cái này là món nhúng nhẹ nhàng, nó chưa chín đâu hả? Anh em nói một chín rồi chết mẹ luôn. Tôi mất tay luôn. Đúng rồi. Để xuống phút. Này nó thấy cái nước là thiếu rồi, nó chưa rồi. Mời các bạn nha. Mày kính cái chỗ cái mực này thử mày. Từ đây nuốt đi, rồi lại. Ôi dồi, kỳ quá. Sao Phúc không phải sao? Cái nghe chỗ nghe bụng nó thử. Sao cái nghe bụng nó lâu nó thôi. Dài quá tôi nuốt trọng mẹ. Cái bụng nó lâu thôi. Chuyện là sao trong này cắn thịt mật ra đen hùa. Ôi dồi. Sao các bạn, nó không có tanh. Mà nó dài quá. Cái nước sốt nó ngon. Được chứ các bạn. Chắc là một con. Mình chỉ biết mình bỏ cái đều cho các bạn. Mình dùng ở đây nha. Cái đều nó đụng nó dài em nấu luôn. Chưa. Thiết là cứ bắt nước gì cứ sụt sụt à. À, nước này là để cho được rồi bạn. Hả? Ấm được rồi. Ôi giời, nó cay trầu ơi. Cay lắm ơi. Trầu ơi, cay quá trầu ơi. Rồi. Chưa. Mình mời cái bát nha. Đúng rồi. Chưa, vậy đẻ thì mày thêm mày chấm thêm mày. Mời mọi người. Thấy con luôn chứ. Mày cắn cái đều luôn, mày cắn non đứt rồi. Không ra rồi. Đúng rồi. Để mình nhúng cho thằng cụ em con nha các bạn. Ngon lắm. Mình nhúng cho thằng cụ em con. Ngọt mà. Đi ra. Ngọt dài hay chưa? Nó ngon không mày? Thiết thấy ngon. Ngọt. Ui dồi, cay nó mày. Nó cay không? Quan trọng nó cay không? Tụi mày nước sốt nó quét cay luôn. Cay xí lử luôn á. Nước sốt nó ngon. Anh cái gì ngon hay không? Chủ yếu là nước sốt mà. Rồi mình nhúng ra đây con của em nha các bạn. Chú con của em sao mà thung dữ vậy? To dữ. Nhúng là nhúng sờ ra ngoài chín đâu. Chú như thấy gái mà nó thung vô vậy. Em bắt tay luôn. Chứ sao nãy anh em. Lần của em các bạn. Đúng vô. Em nghĩ em ăn hết con luôn ạ. Chứ sao con này nó không tới. Còn cái đầu không? Cái đầu đó tao làm đầu, còn cái đầu này tao chưa làm. Tao làm biết. Cái hết con rồi. Mọi người nha. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Chưa ghê. Ôi thiệt. Mày cái gì? Nó làm mất cái hình thái gì hết trơn. Nhìn nó đang ăn ngon lành. Đang ăn ngon lành của em nó cho nó phun vậy các bạn. Quyền múc nước chim vô, Quyền thấy mực không kìa. Ai đi chập trường nó giải mày. Tao chim vô, khẽ miệng coi thôi. Tao chim vô. Tôi giải mày cái miệng đó con. Chìm nước rồi, lấy xì chìm nước rồi. Chìm nước vô cho nên. Cho nên anh vậy.
Chú. Bìm chào nãy anh chào nó lẹo vẹo biết mày không? Mày đi vô nhà hàng mà anh sao mày? Đi vô nhà hàng anh nhảy chắc tôi đủ gì luôn á. Tao tiếc. Là thôi im lỡ thôi. Cái lượng phút đều to nữa nha các bạn. Theo các bạn. Trời. Mình làm sao mình sẽ nhúng chín hơn một chút cho nó dài quá các bạn ơi. Càng dài một càng chín càng dài mà. Đúng mình rồi. Mình sẽ xí ra này các bạn. Đúng rồi, xí ra. Đấy. Ui chụp chặt cái mìm dưới ta. Ừ. Ở trong nó rất còn sống luôn rồi các bạn. Nó còn sống em. Hồi nãy là mình ăn là kiểu mấy hiện tức đói giờ mình ăn kiểu cuối tập nha các bạn. Cuối tập là mình phải ăn ngay này các bạn. Mình ăn ngay này. Sao mày cái này đất em nhỏ dữ vậy? Tao xí ra luôn á. Không mày luộc sơ nó chỉ dính các bạn bỏ lên. Bỏ một miếng chanh lên này các bạn. Kiểu là kiểu cuối tập. Cứ đàng hoàng. Cuối tập ăn đâu đúng rồi các bạn. Mình thích cả vạt ăn để cái biển này nè. Dính liền. Nó ngọt lắm các bạn. Hình như mình nhúng nó lâu hơn các bạn. Mình bỏ vô miệng á, nó không có dai nữa. Thế như nó mềm lúng luôn. Như cũng mực nó bị ương hay sao ạ. Chính là ương luôn. Cái này, các bạn ơi, mực bình thường nó dai lắm mà, coi xí. Không, ăn thử một miếng đi. Nó mềm lắm. Nó chính là ương luôn. Cái nước kia bị nó mềm chứ. Còn phút nữa nha. Nhưng mà tao, đây là luộc sơ mà. Đây luộc sơ mà đâu có nấu chín đâu. Sao tiếp? Mực này nó ổng. Ừ, nhớ bị ương. Mà nó bay mùi nước muối. Còn đấy mày bỏ muối không? Ừ. Nè, không, còn phút nó không để anh còn mình các bạn. Đồ mày nó chiếm mèo kìa. Còn này nó muốn phơ lòi này. Anh nguyên con luôn tiếp. Sao nữa đổ điên này nhúng nhô. Đúng không? Mình dìa, coi con mực ấy. Con còn dày. Chưa tắm nước rồi không? Chưa tắm nước rồi. Thành ra thoải mái cái mày. Cái này quần đây sao quần lắm, tao chứ dậy. Hả con ơi. Mời mọi người nha. Mọi người nha. Mua chủ chàng nó nhíu vô chừng nữa. Còn thiết nó, còn thiết nó nhúng chín rồi, nó không dài. Thằng kính cái nước kìa mà. Ừ. Thiết nó bỏ muối vô trong cái nồi nước nó mặn quá. Thế nó luộc rồi mày bỏ muối vô nước nó mặn chết này. Cái nước này, đổ nước đây ông. Quan mình quan nước đây. Đổ nước đây. Ok các bạn, nãy giờ thấy anh em nó ăn thì mình cũng thấy rất là hấp dẫn luôn. Thôi nên bây giờ mình sẽ trải nghiệm nha các bạn. Chục kìa, nhìn chén nó sốt quá đẻ, mình sẽ ăn con vừa vừa thôi. Nhỏ này, một xíu này. À. Này có chấm không kìa? Không. Thì mày nhất là nhúng nước sôi, còn tao mày ăn sống đi, ăn sống tươi con đi. Nhắm trước rồi. Đồng lên đi ngay, đúng rồi. Chúng kìa nó cầm tay lái liền mày ư? Ừ. Cầm tay lái. Nhúng vô. Bỏ cái đều lên nha, giờ cái đều không chín là không ăn được đâu. Giờ nó mở neo nha. Ăn sống. Đầu ầm vô. Cầm mày cho nó hấp dẫn. Nút cái đều luôn. Ủa dai chú. Làm kiếm khách. Chú. Chú. Ủa gì chú đang có chân tao chứ vậy. Quá xịt mực luôn. Cơm. Đủ chai. Chú. Thấy không? Chú ngon. Trời. Ngon quá. Trời nhớ. Trời chào không dài. Ủa chào nó đây thui đầu nước này tiếp. Nó đây mực cả mày Phúc. Dạy. Cơm. À, con thiết là nãy giờ anh sống rồi, giờ mày ăn chín này. Sao giờ đi ăn, à giờ tao ăn chín này. Anh chín thường coi. Nhúng vô luôn. Thì của em làm con này, đó cho mày con bự đó. Được con bự nữa nè. Em muốn ăn con nhỏ này. Thôi con nhỏ. Đây, anh thiết con bự. Rồi, đã tao. Quen, quen mày cắn cái đều thứ nó ở trong cái đều nó có gì không? Bực bực ra cháu. Nó chín rồi mà. Chúng nhỉ có mồm ăn thiết rồi, ông Phúc ơi. Cái đều nó ăn được. Cái này của em. Ruột ăn được đâu, cái gan nó bố này, sao đâu. Người ve anh mà đụng cánh cái mực cái mây. Không, nước nó sâu ở trong này còn. Đừng lên cái mũi cả. Đừng lên cánh cái đều đó. Đừng mà lên cái này là. Chụp chả lòi cứt luôn. Lại cứt rồi cái gan đó đúng không? Cánh cái đều này. Trời mời các bác. Ô quá. Nhưng cái nấm này, cái đều bụi. Chụp chả. Đồ ăn cái đó. Đúng rồi, cái gì luôn không? Ngon đúng không? Nhẵn rồi. Béo á. Nhẵn mày làm gì cái nhẵn.
dẫn đây rồi, đâu kiếm đâu đây mấy con nó đâu. Đúng rồi, sáng mày phải để 3 giờ sáng á, sáng mày đi mua mấy giờ? Rồi, 7 giờ. 3 giờ sáng mới có mực sáng mày. 8 giờ sáng mấy giờ? 9 giờ sáng. 9 giờ. 9 giờ mực sáng nó có cho mày nữa con ạ. Bắt trong nước nhập phải không? Dạ. Miệng ăn háo mở phút rồi phút trời ơi ê 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 đâu cái đâu ngon mà ta ngon 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 anh nói ngon vô hút ngọt ta hiểu chưa bước đường tua tua đấy anh nha các bạn lâm nó này chua cái chuyện đâu hay mà sao hình như nó có nước biếng nó mạnh đó các bạn thầy gút không cái chuyện như hút hút bún vậy ngon các bạn nước chốt mình làm nó đúng ngon luôn cái còn mỡ quá nhậu quá sao mình quán tiếp luôn mở quán gì quán tên gì quán à được khắc đây phúc được mùi là mở quán cái đồ nói cùng à thì mở quán bưng đều lần phúc ở đây mới nghĩ là món mới các bạn. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ mình chào luôn các bạn. Bây giờ mình ăn nào khác rồi ngán mẹ rồi, giờ mình chào mẹ luôn đi. Má mày sao nãy có con mực nào mà chút vậy mày? Nãy có mực nào vậy mày? Tiêu có tiêu lại ăn nuôi đi dung bi vậy rồi ra chào chào dương là cái nhỏ là phúc đậu có sao vậy các bạn táo luôn nó rồi. Sao phúc kho sao mày? Đúng rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đua các bạn. Con cao kia, con cao kia. Hả? Con cao lên này. Củ nào nó chỉ ra chỗ đó. Trời ơi, đen thui rồi. Sao giải phúc, mà nhìn mà nước đen thui giống vậy. Dài mà đen, mà nhìn cái cao ra nước thành màu đen hay vậy. Trời ơi, sao mực thiệt bự mà giờ mình kho sao còn nước chiếu vậy. Bỏ nó, đừng hỏi tao rồi tiếp. Này coi vậy, này coi. Có thì mày ăn đi. Được rồi, ăn luôn. Giờ chụp xíu nha. Con mực bé tí nha các bạn. Chào quên nãy giờ. Mời em nha. Ở số mình không thấy có con nào mà như con này luôn nè. Ờ mà sao giờ tiêu là có tiêu rồi. Đưa tụi anh con bự. Mắt đi. Con bự mà bằng con nhỏ luôn nè. Cái con của nó là sao á? Ừ. Mình đang nó xíu này. Này của em đũa đây. Quên tôi đi mà quên cầm đũa. Điểm gì không đâu. Ui xời. Phiêu nha. Phải quên. Máu phút sao. À phút như chú được chưa? Không. Là như anh chín lúc nào nó ngon hơn sao ạ? Ngon ngon lắm. Khờ không thiết, anh khờ luôn rồi. Chết chạy. Chạy. Ủa sao anh cắt đây mượt bìa bè. Bìa cái đầu vậy. Mình ra phút ý đó nãy mà anh thấy á. Phút này già anh nước già đẹp vậy. Chưa chín tới nha các bạn. Nó còn làm cái thâm thiềm ở đây nữa. Hình như con mạch đục này nó thấm nước biển á. Nó mặn lắm. Thiệt á. Mà sáng ngày mày ngâm muối mày. Có, ngâm muối rồi. Chết, nó mặn chết quá. Gì? Còn sáng thì mày nhâm nước muối cả ngày. Nó ở dưới biển cả đêm cả tàu. Mày không nói tàu mới ngâm không được cái tiếng hồ mà vậy cùng nhau. Biển nó sống cắt. Nó sống á, nó sẽ không hấp thu nước biển của nó. Gì nhà mày. Trời ơi. Em nghe nhà như sinh gom vậy. Thiệt chưa? Như con tôm nước biển á, mày có giờ mày ăn mà tôm mà nó mặn không? Làm có. Không có ông nội. Ừ. Mà ngâm biển ngâm nước muối mình nó mặn. Sống mặn. Ừ, nó có ơi xì mình như nãy mình trụng mình ăn ngon hơn. Thế tôi làm miếng thôi. Muốn đuổi quê. Ông nãy mặn trụng. Lỡ. Đâu. Lỡ ăn to nhất kìa. Đây ăn to nhất nè. Ừ. Nhỏ rồi chứ mà mày nhìn phút nữa mày. Mà cái đêm tính ra như phút đâu mà các bác. Ừ. Cái gì làm ăn ở đây tao hết. Mọi người nha. Cái gì tốt là nó nhận cái gì một đường lấm một muối đưa tàu mà đi nha. Ok các bạn, như nãy giờ mấy anh em mình cũng review cái món là ẩm thực bạch tuộc số Thái nha các bạn. Xem nói mực là phút nó gõ rồi, thấy nó canh đâu. À, nếu anh em thấy video này đọc và lẹ thì đỡ lại cho nhóm mình một subscribe và một chia sẻ cho anh em. Và tất cả anh em hôm nay phút có mẹ cũng kia nói sao mình. Được không? Tiếc không? Thôi nhớ là subscribe đăng ký mẹ nha anh em. When I got you, it's all gonna be alright. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về hai dòng sản phẩm mà vợ chồng mình sử dụng trong thời gian qua. Đây là Choco Himoku, ngũ cốc tăng cân. Còn đây là
Pimico Slim nha mọi người, ngũ cốc giảm cân. Thì trong thời gian vừa qua thì chồng mình sử dụng cái ngũ cốc tăng cân này và Nhật thấy tăng cân rất là an toàn và hiệu quả luôn. Còn Nhật sử dụng cái sản phẩm giảm cân này thì Nhật từ 60kg, hiện tại cân nặng cũng Nhật là còn 48kg nha cả nhà đấy. Nếu như mà ai có theo dõi nha thì hai cái sản phẩm bên nhà em Nhật đều là thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ được Bộ Y tế cấp phép dùng. Nên là chị em nào đang có nhu cầu tăng cân hoặc là có nhu cầu giảm cân thì mọi người có thể qua Facebook của Nhật là Nguyễn Thị Minh Nhật, anh lên sẽ ghim cái link hoặc là qua Zalo nha mọi người. Đấy. Thì bây giờ thì bọn em sẽ đi pha để mà sử dụng nha. Cách sử dụng của nó rất là đơn giản luôn. Rất là thơm ngon và dễ uống nha. Bạn nào mà sợ khó uống thì cứ yên tâm sử dụng, em cam kết với mọi người rất là dễ uống luôn nha. Sản phẩm mình thấy rất là hiệu quả nên là mình giới thiệu cho các anh em cùng sử dụng với mình. Cái gì mình sẽ đổi Zalo và Facebook của vợ mình, anh em nhắn tin trực tiếp để vợ mình tư vấn nha các bạn.